Chào tất cả các bạn. Video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến cái thư viện string.h. Đấy. Như các bạn đã biết thì cái thư viện này thì nó rất là phổ biến ở trong cái lập trình C cũng như một số cái ngôn ngữ lập trình khác. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi đến cái khái niệm của cái thư viện string.h này. Đấy. Thì đầu tiên nó là một cái thư viện xử lý chuỗi. Đấy. Ví dụ như các thao tác như là đếm ký tự hay đếm độ dài, rồi như là xuất ký tự của chuỗi hay gì đó đấy, các bạn có thể hiểu nôm na như vậy. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến một số cái hàm trong cái thư viện string.h ạ. Rồi ở đây thì mình giới thiệu đến một số cái hàm chính. Đầu tiên là cái hàm strcp. Đấy. Thì công dụng của nó là sao chép cái chuỗi nguồn vào cái chuỗi đích. Đó. Ví dụ ở đây thì có cái cấu trúc của nó cha sao, sau đến strcp, tiếp tục ở trong cái dấu móc này là gồm có hai cái mạng, hai cái chuỗi, một là chuỗi nguồn và hai là nó là cái chuỗi đích. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái hàm strncpy. Thì công dụng của nó là sao chép các n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn vào chuỗi đích. Đấy. Các bạn có thể hiểu nôm na như này, ví dụ cái chuỗi đầu tiên là chuỗi nguồn là abc đấy, và chuỗi đích là cái chuỗi rộng vào. Các bạn có thể khai báo nó là chuỗi rộng. Và khi ta sao chép n ký tự đầu tiên, ví dụ ta cho n đây bằng 1 đấy, thì nó sẽ sao chép cái ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn, tức là ví dụ chuỗi nguồn là abc như lúc này mình nói, thì nó sẽ sao chép chữ a, cái a của cái chuỗi nguồn này để đẩy vào cái chuỗi đích này đấy. Thì đó là cái công dụng. Và sau đây là cái cấu trúc của nó. Thì cấu trúc của nó sẽ là sao strncpy, ở trong cái đây là cái, trong cái dấu tròn này là cái chuỗi đích và cái chuỗi nguồn, và thêm vào đó là cái họ khai báo một cái biến n rằng kiểu nguyên chính là cái n ký tự đầu tiên ấy. N chính là cái số ký tự đầu tiên của cái chuỗi nguồn đấy, mà mình muốn sao chép đấy. Tiếp theo là cái hàm strlen. Strlen thì công dụng của nó là để cho biết cái độ dài của cái chuỗi S đấy. Đấy. Ví dụ cái chuỗi S là chữ ABC đấy, thì nó sẽ in ra cái độ dài của nó sẽ là bằng 3 đấy. ABC là 3 ký tự đúng không ạ? Thì độ dài của nó sẽ là bằng 3. Thì cấu trúc của nó thì nó sẽ có cấu trúc như sau: strlen cha sao s đấy, với cái inter này chính là cái kiểu nguyên. Rồi tiếp theo là cái hàm strcast, về công dụng của nó là ghép chuỗi nguồn vào sau các chuỗi đích. Rồi. Tức là gì? Tức là ví dụ cái chuỗi nguồn là abc và chuỗi đích là chuỗi đích có thể là CD, thì nó sẽ thực hiện ghép như sau. Nó ghép chuỗi nguồn vào sau chuỗi đích, tức là kết sau khi chúng ta viết code thì nó sẽ ra kết quả là CD ABC đấy. Như vậy các bạn có thể hiểu nôm na như vậy. Rồi về cấu trúc của nó ở đây sao strcast, ở trong cái này là gồm có chuỗi đích và chuỗi nguồn giống như những cái cấu trúc ở trên. Tiếp theo là cái hàm strncast, và công dụng của nó là nó sẽ ghép n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn vào sau cái chuỗi đích. Đấy. Tức là gì các bạn thấy? Có thể hiểu như sau. Ví dụ cái chuỗi nguồn là ABC đấy, và cái chuỗi đích là CD. Rồi, bây giờ mình muốn ghép n hai ký tự đầu tiên của cái chuỗi nguồn vào sau cái chuỗi đích, thì sau khi viết code thì nó sẽ cho ra kết quả là nó lấy hai ký tự đầu tiên là ký tự AB của cái chuỗi nguồn
đấy, và sau nó ghép bằng sau cái chuỗi đích này đấy, thì nó sẽ ra kết quả là CD AB đấy. Rồi tiếp theo ở mình nói đến cái phần cấu trúc, cấu trúc của nó sẽ là sao strn cas đấy, trong đây sẽ là cái chuỗi đích, chuỗi nguồn và cái kiểu khai báo n cho cái chương trình này. Rồi cái hàm tiếp theo là cái hàm strc mp đấy, và công dụng chính của nó là sẽ so sánh hai chuỗi một S1 và S2 đấy, vì cấu trúc của nó sẽ là in strcmp và nó là cái kiểu so sánh cái chuỗi một, trong này họ sẽ khai báo cái bên là chuỗi một và chuỗi hai. Rồi tiếp theo là cái hàm strl vkr và công dụng chính của nó là chuyển tất cả các ký tự chuỗi về chữ thường, tức là gì, ví dụ trong một chuỗi có cả chữ in hoa và chữ thường thì nó sẽ chuyển tất cả các chữ in hoa về chữ thường đấy, và cái sau chuỗi sau khi nhận được sẽ là chuỗi bình thường đấy, ký tự bình thường, và cấu trúc của nó sẽ là cha sao strl vkr và bên trong cái dấu móc tròn này chính là cái chuỗi cha sao chuỗi đấy. Rồi tiếp theo sẽ là cái hàm stupr strupr đấy, công dụng là nó chuyển tất cả các ký tự chuỗi thường về chữ hoa đấy, ví dụ như là các bạn viết abc mà bạn cần viết thường thì sau khi dùng cái hàm này thì nó sẽ tự động chuyển tất cả các ký tự abc đây đó từ dạng thường sang dạng hoa đấy, và cấu trúc của nó sẽ là cha sao str upr đấy, và trong cái dấu móc tròn này sẽ là cái cha sao s, tức là cái chuỗi mình cần chuyển đấy. Rồi tiếp theo là cái hàm strr ev, chính là cái hàm dùng để đảo ngược chuỗi ký tự, tức là gì, ví dụ ta có một cái chuỗi ký tự là abc đúng không ạ, thì sau khi thực hiện cái hàm này để chúng ta đảo ngược thì nó sẽ cho ra kết quả là cba đấy, và cấu trúc của nó là cha sao strr ev và trong cái dấu móc nhỏ này là cái chuỗi ký tự đấy, cha sao s đấy. Thì trên đây là một số cái giới thiệu về cái thư viện string.h và cái một số cái hàm trong cái thư viện string.h đó đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.